Xin chào các em. Thầy Minh Đức rất vui được gặp các em ở lớp học của nhà Kiến. Ở bài học trước thì các em đã được biết về vật nhiễm điện hay vật mang điện tích. Câu hỏi đặt ra cho các em đó là điện tích đó có từ đâu? Vấn đề tiếp theo đặt ra cho các em đó là khi nào một vật mang điện tích dương và khi nào một vật mang điện tích âm? Để trả lời được câu hỏi này thì thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau vào bài học ngày hôm nay. Đó là bài sơ lược về cấu tạo nguyên tử. Chúng ta cần lưu ý là các cái vật thì được cấu tạo từ các hạt riêng biệt. Và các hạt riêng biệt này thì người ta gọi là nguyên tử và phân tử. Bằng mắt thường thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được việc đó. Phải sử dụng kính hiển vi hiện đại thì ta mới thấy được các hạt riêng biệt này. Và các hạt riêng biệt này là nguyên tử và phân tử. Thì phân tử thì được cấu thành bởi nhiều nguyên tử. Và nguyên tử thì đã nhỏ bé như thế rồi, nhưng lại được cấu thành từ các hạt nhỏ bé hơn nữa. Vậy các hạt nhỏ bé hơn nữa đó là những hạt nào? Chúng ta sẽ đi vào phần cấu tạo của nguyên tử. Trên màn hình đây là một mô hình đơn giản của một nguyên tử. Ở tâm nguyên tử là hạt nhân, và hạt nhân này mang điện tích dương. Xung quanh hạt nhân là các cái electron mang điện tích âm chuyển động tạo thành lớp vỏ của nguyên tử. Tổng số các cái điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Chính vì thế nên bình thường thì nguyên tử sẽ trung hòa về điện. Một vấn đề rất quan trọng đó là các electron thì có thể di chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác hoặc từ vật này sang vật khác. Và đấy chính là sơ lược về cấu tạo nguyên tử. Như vậy vừa rồi các em đã biết về sơ lược cấu tạo nguyên tử. Bây giờ ta sẽ vận dụng kiến thức này để giải thích về các cái hiện tượng liên quan đến sự nhiễm điện do cọ sát. Cụ thể như sau, thầy có hai vật trước khi cọ sát, đó là chiếc áo và quả bóng. Nhìn vào đây, các em thấy rằng là tổng các điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Như vậy, chiếc áo và quả bóng trước khi cọ sát đang trung hòa về điện. Thực hiện việc cọ sát quả bóng vào chiếc áo, chúng ta hãy cùng quan sát. Thấy rằng là chiếc áo này đã bị mất đi electron, thì ta thấy rằng số điện tích dương sẽ lớn hơn số điện tích âm. Vì vậy, chiếc áo này sẽ nhiễm điện tích dương. Vậy electron của chiếc áo này mất đi đâu? Mất đi ở đây đó chính là do electron này đã chuyển sang quả bóng. Tức là lúc này quả bóng đã nhận được electron. Thì nhìn vào quả bóng thì ta thấy rằng số điện tích âm thì nhiều hơn số điện tích dương. Vậy từ đây chúng ta có thể đưa ra nhận định đó là quả bóng thì sẽ nhiễm điện âm. Vậy chúng ta có thể khẳng định là sau khi hai vật cọ sát vào nhau thì hai vật này nhiễm điện trái giấu nhau. Một vật nhiễm điện tích dương và một vật nhiễm điện tích âm. Vậy từ đây chúng ta sẽ tổng quát chung đó là một vật nhiễm điện tích dương nếu như mất bớt electron, còn nhiễm điện tích âm nếu như nhận thêm electron. Như vậy vừa rồi các em đã biết được một vật nhiễm điện tích dương nếu như vật đó mất bớt electron, một vật nhiễm điện tích âm nếu như vật đó nhận thêm electron. Sử dụng kiến thức này, chúng ta sẽ quay trở lại với khí thí nghiệm, đó là cọ sát thanh thước nhựa với mảnh vải. Và ta đã biết được thanh thước nhựa và mảnh vải đã nhiễm điện. Cụ thể là thanh thước nhựa sẽ nhiễm điện tích âm, còn mảnh vải thì nhiễm điện tích dương. Vậy giải thích như thế nào? Chúng ta hãy cùng quan sát lên trên màn hình. Hình ảnh về mảnh vải và thước ngư nhựa trước khi chưa cọ sát thì ta thấy rằng tổng số điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng tổng điện tích dương của các hạt nhân. Vì thế nên mảnh vải và thước nhựa trước khi chưa cọ sát là trung hòa về điện. Còn sau khi cọ sát thì ta thấy electron từ mảnh vải đã di chuyển sang thanh thước nhựa. Vì thế nên thanh thước nhựa sẽ nhận thêm electron. Vì vậy thanh thước nhựa sẽ nhiễm điện tích âm. Còn đối với mảnh vải thì bị mất bớt electron. Từ đấy dẫn đến là mảnh vải sẽ nhiễm điện tích dương. Như vậy qua bài học ngày hôm nay
thì các em cần nhớ cho thầy về sơ lược cấu tạo nguyên tử. Nguyên tử thì được cấu tạo bởi hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm chuyển động tạo thành lớp vỏ của nguyên tử. Một vật nhiễm điện tích dương, nếu vật đó mất bớt electron. Một vật nhiễm điện tích âm, nếu vật đó nhận thêm electron. Bài giảng của thầy đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em.